dân nhà nông thân mến, chào tất cả các anh em đam mê máy cày ha. Hôm nay em xuống ruộng em quay con cua tam bằng gửi đá một và đấu cái máy bằng hai cả nhà, cho anh em mình xem tham khảo chơi ha. Thì nói chung thì con này vàng lông thì làm gốc quá cả nhà, chưa có sơn lên màu ha, này chỉ mới vừa gọi là sơn lấp thôi, mới bốc là xong rồi lên mới làm lại cả nhà. Thì nói chung là máy đấu thì đối với anh em miền Tây thì người ta đã xài rất là lâu năm rồi, thì có những cái dùng một số dùng thì chưa có xài tới cái máy đấu á cả nhà. Thì hôm rồi thì mình cũng có làm cái kênh TikTok thì có rất là nhiều câu hỏi mà tất cả anh em cũng quan tâm về các cái dòng máy á. Thì anh em hỏi là mình đấu như vậy thì xài như thế nào, nó quan điểm mình là nó có bền hay không. Thì thật sự cái máy đấu á, so với cái máy không đấu á, thì cái máy đấu anh em xài nó phải cái độ mà mòn nhông thì phải mòn hơn, tại vì cái máy đấu là nó mạnh, cái công suất nó lớn là nó chạy nó lướt anh em thấy không, nó lướt thì cái độ mòn nhông nó sẽ mòn hơn là cái máy ghim. Nó ví dụ một cái máy ghim chúng ta sẽ xài được 6 năm đi thì nhông nó mới có trục chặt ha. Thì còn cái máy đấu á, chúng ta có thể là xài 3 năm hoặc 4 năm thì nó bắt đầu là nó có hiện tượng rồi. Cái đó là một cái số là cái cá nhân của mình mà mình nhận xét anh em. Thì cũng em quay thì em cũng nói để cho anh em mình xem tham khảo ha. Thì anh chị cô chú mình thì nó có nhu cầu đấu thì mình đấu thôi. Những cái con máy mà nó hơi già đó thì có tùy theo anh chị mình thôi. Dù mình mà thích đấu cái máy vừa vừa thì mình đấu máy vừa vẫn xài ok ha. Nhưng mà đa số anh em là đang đã chơi đấu máy lớn không anh em ơi. Thì hiện tại là con này đấu máy bàn 2. Thì hiện tại là đang chạy số 3 luôn nha anh em. Nó đang chạy số 3 luôn. Tại vì hiện tại là đồng em bây giờ nó đang chuẩn bị xuống giống nè. Chỗ đồng em thì nhỏ. Hôm nay là đường kênh này đã làm lại rồi nha. Thì em xuống tranh thủ em xịt thuốc ốc á, thì em quay lại cho anh em mình xem chơi. Đó. Bộ nổ nghe rất là giòn nha cả nhà. Bộ nổ nghe rất giòn. Thì năm nay do chỗ em là làm lấy cái nước thiên nhiên á, rồi làm cũng hơi dễ, nhưng mỗi năm là lúc này xạ tầm khoảng 20 ngày hết rồi. Để em qua bên đó gần em quay lại cho anh em mình xem ha. Tại đứng mắt cái bờ mương này cả nhà, chưa qua mương ha. Dạ em sẽ đi qua cái đầu kia em quay. Chung là em cũng quay một clip ngắn để cho anh em mình xem ha. Thì tại chỗ em là nói chung là không có xài như không có chục kiểu miền Tây anh em. Ở miền Tây thì người ta xới xong người ta sẽ đưa mấy chạc cho người ta chạc á. Còn ở đây là mình làm theo cái kiểu là xới rồi mình là trục dập á, trục bánh lòng này không nè, dập rồi mình ngâm lại cỡ một tuần xong rồi mình mới quay lại mình nhận lại một cái nữa là mình chụp lấy luôn. Rồi xả nước là xả thôi, làm mương máng là xả thôi. Chung là đấu cái máy này vô thấy chạy rất là khỏe nha cả nhà. Nhưng mà cái thằng 1501 này và bộ nhông dĩa này em thấy là khá chắc chắn á. Chung là cái bộ nhông dĩa thấy khá dày dặn chứ nó không có mỏng mảnh lắm đâu. Chung mà đấu vô mình chung là xài em thấy là cũng khá là ok.
Thì chỗ em thì nói chung là em cũng hay quay bán xe, thì nói chung là mấy anh em hỏi cũng rất là nhiều, những cái dòng mà nhiều cái dòng máy đồ á, nói chung là bên anh Đức thì cũng bán khá nhiều á. Thì anh em mình có nhu cầu thì cứ điện cho anh Đức ha. Thì cái nhà mình vô cái trong cái kênh chính của em đó, chọn vô cái hình đại diện và thấy cái trang chủ, thấy cái video anh chị mình chọn vô cái video là sẽ thấy xem được cái những cái video mới á, hoặc là đăng ký kênh thì để nhận được những cái video mà em sẽ quay đăng lên thường xuyên ha. Thì cũng như về tất cả cái tình hình máy móc thì em sẽ quay lên cho anh chị mình sẽ tham khảo. Thì vừa qua thì cũng có một số tất cả anh chị mình cũng tin tưởng bên kênh cũng như là bên anh Đức bán máy á. Thì hôm rồi giao về một cái con Cam Ranh Khánh Hòa, về một chiếc xe Tây Ninh, nói chung là cũng giao khá là nhiều xe nha cả nhà. Thì có một số anh em là không có đến xem xe luôn, chỉ là báo qua cái video rồi xong rồi mới điện Zalo rồi mới nói chuyện tình hình của chiếc xe đó, thì người ta đã chốt hết là và cuối cùng là chuyển. Nói chung là cũng cảm ơn tất cả các anh chị cô chú mà đã thời gian qua đã mua xe trên kênh Dân Nhà Nông á, thì nói chung là cũng đã tin tưởng, thì em rất là cảm ơn tất cả các anh chị mình rất là nhiều. Thì đôi khi á, anh chị mình biết không, xe cũ á, thì mình nói ngon theo cái phương diện là mình ngon, nói ngon là ngon theo cái tình trạng của xe cũ thôi nha cả nhà, chứ còn thật sự nó mà ngon như xe bãi là không có phải đâu. Anh chị mình xem video thì cũng cảm nhận được ha. Nói chung là em thì người cũng nông dân thôi, và nói chung là em cũng muốn là chuyển tải những cái hình ảnh và những cái mà trung thực nhất để gửi đến tất cả các anh chị cô chú mình xem đó. Thì giờ đôi khi là cái xe cũ anh em mình mua về đôi khi nó cũng phải trục trặc chút đỉnh, chứ không phải là nó được nguyên vẹn được 100% đâu. Cái đó là thật, em nói thật tâm luôn á, chứ là không phải là nó ở bên này buôn bán bán lọc bán lừa, không có bán lọc bán lừa đâu anh em. Tại vì nói chung á, anh em cũng rất là khuyên đó, là mua xe mình nên tới nơi tới chỗ là mình test tút đồ các kiểu đi, rồi cái nào mà không hài lòng thì mình nói với bên anh Đức là anh Đức sẽ sửa chữa đồ lại những cái phần đó đó. Còn mà không hài lòng nữa thì anh chị mình đến xem coi như là đi cho biết thôi, không mua cũng không sao hết, chứ không có ai ép tất cả các anh chị mình mua xe đâu đó. Em là lúc nào lên này em cũng rất là nói rất là chân thành luôn đó. Anh chị của chú mình muốn mua xe ở nhín ra thời gian 1-2 ngày thì để anh chị mình mua ha, cho nó biết được cái con xe mình tình trạng như thế nào cho nó dễ nha cả nhà. Thì hôm bữa là em tính quay con xe này xới nè cả nhà, nhưng mà quay được có một đoạn em mất công việc rồi, em thấy ngắn quá em không có quay lên đó. Thì hiện nay quay lại xới thì không quay được, thì quay lúc quay chục nè em sẽ quay lại cho anh em mình xem tham khảo lại một lần, cũng như là cho anh chị mình có cái nhu cầu đấu máy hay gì đó, có nên đấu máy hay không. Một số chia sẻ về cái kinh nghiệm làm ruộng thì em đợt trước thì em cũng hay quay đó, nhưng mà tại vì bên em là đa số là chuyển qua quay xe thì quay ruộng ít có anh em mà xem lắm, nên là em cũng tạm ngưng. Em thường như năm rồi em hay phát trực tiếp thôi, thường phát trực tiếp anh em mình cũng khó theo dõi đó. Rồi thì cái video em thì chắc quay ngắn gọn tới đây thôi, giờ em cũng lên tâm sự tất cả anh chị mình ha. Thì nói chung là luôn chúc tất cả các anh chị mình luôn làm ăn gặp nhiều thuận lợi ha, sức khỏe dồi dào. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị cô chú mình vào những clip sau của em nha. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ.